quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào. Chủ đề đêm nhạc của chúng tôi ngày hôm nay đó là Big Hits, những ca khúc được yêu thích nhất các bảng xếp hạng. Và bài hát đầu tiên đúng là một bài hát đã làm điên đảo các bảng xếp hạng trong năm 2020, và cũng đã mang về rất nhiều tình cảm, rất nhiều sự yêu thương dành cho ca sĩ Hoài Lâm. Các bạn có biết là bài gì không? Và đó là Hoa Nở Không Màu. 3, 2, 1, cùng hát lên nào! Tình đã chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cô xa đi đoạn tầng ban sơ, rồi lại chớ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngơ. Tình yêu cứ phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu khéo nhưng lại càng sâu. Trời mây hận lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, càng yêu kéo nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tìm em. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng sớm. Đầu cho một đêm thi bằng một bài hát mà nó đậm tính tự sự và quãng giọng nó rất là rộng, và đồng thời là những cái nốt treo và nốt cao rất là nhiều, cũng rất là khó cho các bạn bởi vì mình chưa có cái sự chuẩn bị, cho nên là bài đầu tiên như vậy có vẻ các bạn hơi run. Các bạn đều bị những cái lỗi rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà đâu đó thì mình thấy được là cái sự cố gắng hết sức của mọi người để mà mọi người có thể hoàn thiện bài này tốt nhất. Không biết là các bạn nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi ạ? Mời bạn. Em nghĩ phần trình diễn vừa rồi rất là hòa quyện ạ. Hòa quyện thôi, hòa quyện thôi. Em thích vậy ạ. Xì tai, hòa quyện đúng không ạ? Bạn thấy là trong cái phần vừa rồi là chỗ nào là cái phần hòa quyện nhất?
chắc là phần bè của các bạn. Còn hai người bạn bên đây của chúng tôi thì sao nào? Liệu rằng con sẽ loại cái người mà con nghĩ là có cái phần trình diễn tệ nhất, hay là mình chơi chiêu? Mình chơi chiêu, mình loại luôn cái ông hát hay nhất. Sao cái khúc chơi chiêu anh lại chỉ rằng em vậy? Đấy. Thực ra là lúc nãy đến cái khúc mà con anh fail á, là em thấy rất ấn tượng. Rất ấn tượng cho nên em đứng ngay kế luôn anh. Chơi chiêu. Thôi đừng để mang tiếng lên lắm. Mang tiếng rồi. Người ta đánh giá rồi anh. Đánh giá. Không mà thực sự cái lúc mọi người đang rất là tập trung vô cái bài hát biểu diễn đó, con lên một phát một cái là tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về con. Hãy vỗ tay cho anh ấy về cái màn xử lý rất là tuyệt vời vừa rồi được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là một sai lầm. Có thể là một sai lầm đúng không nào? Bởi vì nó phá toàn bộ bài hát gốc. Nó làm cho những người chơi còn lại để ý. Đúng. Và nhắm Quang Anh vào mục tiêu. Đấy. Quang Anh đi về luôn. Chính xác là điều mà tôi đang nghĩ ở trong đầu. Nào, hãy cho tôi high five. Ok. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với kết quả. Với bài hát đầu tiên này, người chơi có số điểm cao nhất, bạn ấy đã ghi được 67 điểm. Các bạn nghĩ là ai? Xin chúc mừng Quang Anh. Yeah, chúc mừng con. Bất ngờ không? Có, rất là bất ngờ ạ. Bất ngờ lắm đúng không? Con sẽ là người an toàn ở vòng thi đấu này, và con sẽ vào vòng trong với 3 triệu đồng. Chúc mừng con một lần nữa. Tuy nhiên bây giờ nhiệm vụ của con còn khó hơn. Nãy giờ bên này ghim con hơi bị nhiều đó. Bây giờ cái người mà con sẽ chọn để loại ở vòng này là ai? Thật sự thì chương trình làm này rất là mất tình anh quyết em quá. Quyết định đi. Cuộc chơi thôi. Ở sau hậu trường chúng ta vẫn là anh em tốt. Theo cảm giác của con thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn anh Quân ạ. Vì sao vậy ạ? Anh ấy có một cái sự già dặn ở trong giọng hát. Anh ấy hát rất là thẳng, nên là con rất là lo. Trong cái máy này người ta chấm rất là thẳng, nên là nếu mà những người hát thẳng vào này thì tôi bài cho bên này và bên này bắt nhanh quá. Anh Quân, bạn hiện tại đang có một bình chọn. Bạn sẽ chọn ai là người phải chia tay cho chơi này tại đây? Lý Chi An. Chi An cũng là một đối thủ đáng gờm, có một cái màn biểu diễn rất là tốt. Rất là tốt mà chọn loại người ta. Tốt mới chọn chứ, nhưng không tốt sao chọn. Để mình loại đối thủ đáng gờm mà. Tôi thất vọng quá. Vì người ta tốt cho nên loại người ta. Lý Chí An, bạn nghĩ như thế nào? Người ta thường nói là gừng càng già càng cay, nên là em xin lỗi, em chọn anh Quân rồi. Trời ơi, thấy chưa? Căng thẳng. Hiện tại chúng ta đang có anh Quân có 2 vote, bạn Lý Chí An đang có 1 vote. Tiếp theo Nam đi. Và vừa rồi thì em nhận thấy là anh Quân là người hát sai lời khá nhiều, em có để ý. Nên chắc vòng này em sẽ vote cho anh Quân. Anh Quân, hiện tại anh Quân đang có 3 vote. Vote còn lại cuối cùng từ KP, mời em. Sorry anh, bye bye anh Quân. Anh Quân, yeah. Cảm ơn anh đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Anh có lời nào muốn chia sẻ? Mọi người có đang khó với anh quá không? Cảm ơn chương trình đã cho Quân có mặt ở đây thể hiện một cái cuối cùng với lại 4 bạn rất là trẻ, rất là giỏi và rất là tài năng ngày hôm nay. Thật ra thì Quân đứng trên đây nó cũng hơi lịch lệch xíu, tại vì Quân thấy mình chắc cũng hơi già. Không, bạn đừng để tuổi vật lý của mình định nghĩa là mình trẻ bao nhiêu. Bạn cứ hãy sống tươi trẻ và vui vẻ. Thôi thì bây giờ là chắc là nhờ anh tặng cho khán giả ở đây và khán giả truyền hình một bài hát nào đó đi ạ. Chia tay như vậy quá sớm đâu mọi người, mình cần phải nghe thêm. Em xin hát một ca khúc có bài của anh Lập, Những Chuyến Đi Dài. Em xin mi thứ. Trời ơi, anh hát nhạc Trần Lập mọi người ơi. Hèn chi nhìn cái vẻ ngoài nè, những cái hàm râu nè. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Để được sống với đam mê, dẫu có giấy tờ rồi có lúc vượt qua bao nhiêu bao giờ. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Để được sống với đam mê, dẫu có giấy tờ nguyện ý chi cháy quá anh ơi. Cháy quá. Cảm ơn anh đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Chúc anh nhiều sức khỏe và luôn giữ tình yêu thương với Rock nha. Vâng, xin cảm ơn Thanh Duy rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn khán giả trường quay ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi, giây phút để đời của ổng luôn đó anh Văn Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, anh Nhất Quân ở phần thi vừa rồi, anh ấy ghi được 60 điểm. Và đó
không phải là số điểm thấp nhất. Người có số điểm thấp nhất hiện tại vẫn đang còn. Các bạn đã loại một người có giọng hát rất hay. Ngay bây giờ thì Thanh Duy xin được công bố số điểm mà các bạn đã nhận về sau bài hát đầu tiên. Quang Anh, bạn đang có 67 điểm là số điểm cao nhất. Capi, bạn có 62 điểm, chúc mừng bạn. Lý Chí An, bạn có 63 điểm, chúc mừng bạn. Và Nhâm Phương Nam, bạn có 58 điểm, chúc mừng bạn. Đó là số điểm thấp nhất. Tuy nhiên em vẫn còn cơ hội để hát ở những vòng sau. Cho nên là mọi người ơi, Thanh Duy nhắc lại một lần nữa, chúng ta hãy bám sát vào phiên bản gốc của bài hát. Đừng cố gắng phiêu quá nhiều, vì đó có thể ảnh hưởng lên số điểm của chúng ta. Các bạn nhớ nha. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.